Bây giờ nói chung thì người ta cũng xuống bằng máy thôi, máy xuống bằng Kubota này nọ. Nhưng mà bây giờ thì cái ruộng mà nó bị ngập. Cái lối mà đập lúa này là tới nay là chắc cũng cả trăm năm rồi. Hồi xưa tới giờ là người ta đập lúa vậy. Mà bây giờ thì thường tại vì một cái là lúa mình, cái ruộng lúa mình cắt nó nhỏ, với nó trước người ta thành tới có mấy cạn luôn. Thì mình cắt về mình tự đập rồi mình lấy rơm cho bò ăn. Này nó trời bay khơi camera cho nhỏ đây mấy. Lại chỉ phải ông nói cái không rồi cuốn này chẳng ai cái khơi cho mà chụp camera này rồi sao sẽ có bấm mấy bàn chạp bàn mày. Ồ, oh, thật lịch nhá, mà thật lịch nhá. Bắt tay lại xóa với nhá ta. Cái này người ta trồng rồi bị nước lên. Bị nước lên rồi nó sợ hư, người ta cắt. Nó cài banana đấy nó. Tại sao vừa vừa hộp bán này rắn này này kêu kêu chứ anh mình hộp với chỗ anh ấy của anh trong ti ấy có tên bán đấy nè đồ của anh trong ti với tên bán bật ra bật tay đó là dương cánh vừa vừa bay vậy vừa bay ta hai kép có tà hà là được một mẹ tên nữa ai nó lên cầu to món ăn miền trường ấy được khí ra cái này nó gãy kia chừng rồi nó lấy đá lại nó một năm nó gặp rồi chỉ có gì mạnh thôi không phải là mái không à đâu cô thường là bà con mình cắt máy thôi. Nhưng hôm nay sự cố mình hái sớm mà máy nó đâu xuống được, chỉ mà nó ngập đồng nữa, cái đồng lúa này nó bị nước lên nó ngập á, rồi bà con người ta cắt sớm, đó, rồi máy cài máy suốt nó đâu xuống được. Ở đây thì người ta làm cái bàn đập bằng gỗ như thế này, nhưng mà ở Kiên Giang nó làm có cái thùng nó bao cái lưới lại không mà tụi đó hình như tại ruộng nó bị ngập nước phải không, nó làm cái như cái bồ vậy á. Yeah.
năm rồi không có đọc cái gì đâu, chừng nào mới có ngập. À sao rồi nên lụa bán mà cả lâu mà bập bẹ cả đá lấy giang. Lúa kiểu này đó là bán rẻ lắm, 3,5-4 ngàn rồi. Mà lúa này đó thì người ta cái hộp gạo nó không có tròn như không có đầy như hộp gạo bình thường mà. À, nếu bữa ta nấu vô tao bốc ni bán đấy nè. Hả? À, mà nếu mà nó là nếp cỡ này là người ta ấy, người ta đắp cốm dẹp rồi phải không? À, làm cốm dẹp. Cái này ra cái cây kẹp lúa này. Kẹp lúa là để người ta đập. Bao chứa nó ăn sạch ăn nè. Ừ. Là lâu dưng mình bao nó cho tầm mai. Mình nạp vì muốn dư nợ nên miền tia xe lấy áp miền tia xe tia. Bây giờ nói chung thì người ta cũng xuống bằng máy thôi, máy nó máy xuống ở Kubota này đó. Nhưng mà bây giờ thì cái nào mà nó bị ngập nước, bị nước lên đó, rộng lúa nó hư. Còn ta chắc thủ công ta mà đang ta đập. Ta đập dưới giá này chứ lúa này nó cũng nó chưa có già lắm. Nó còn non. Nhưng mà tại mình ngập nước thì ta đi cắt lại. Người ta chắc giá bán ra được ta 3 ngàn. Cao lắm là 4 ngàn. Mà lúa gạo này ta làm để người ta hoặc là người ta cho dịp ăn. Cái nhà này giờ nó cũng rào lại rồi. Chứ hồi trước nó đâu có rào, rồi có bò, có gì. Mình nó ở giữa, giữa cánh mạng, giữa cái ruộng. Ở phía sau đó là mỏ đá. Đâu hết thì nó có mấy bò chắc bán ha, chắc nó có hình như tới 5-7 con bò vậy.
buồn sách câu ra mà câu chơi. Ông nhung nhất phao luôn. Nhất luôn. Ngộ quá. Ngưỡng tay cái. Ông nhung nhất phao. Ở mọi cám hả? Này Vinh cái này cũng bự bự ha. Cái này nước rút nó xuống kinh rồi đó. À ở không cái gì ta? À, có cái bè ở phía sau đó. À, nước nó lên nó muốn ngập. Chắc hồi nước lớn chắc ngập đó luôn chắc. Ngập luôn. À, dân cư ra ngoài này là ra ngoài đồng trống. À, tới đây khúc này là khúc đồng trống. Bên đây người ta đê bao nè, không có nước nè, không có nước vô. Còn ruộng phía bên đây là không có đê bao. Cũng đê bao nhưng mà người ta xả lũ. Xả lũ là mấy cái cống nước ngăn lũ, người ta mở ra cho nước nó chảy vô. Còn bên đây là người ta bít nó lại. À, người ta bít nó lại không cho nước nó chảy vô. Tại vì người ta trồng lúa chứ bên đây nè. Còn bên đây là người ta cho lũ nó vô à. Nước trắng bình bông ở bên đây à.